Rồi ok, xin chào mọi người đang xem channel của Linh. Trên tay mình đây là mẫu tay cầm IBGA 9120 Unicorn 2. Phải nói rằng là cái thương hiệu này là một cái thương hiệu đậm chất thùng rộng kêu to luôn. Những cái sản phẩm đến từ thương hiệu này lúc nào cũng ở trong những cái option giá rẻ. Tuy nhiên những cái tên mà họ đặt cho các đứa con của mình lúc nào cũng nghe rất là mỹ miều. Nào là Unicorn 2, 9118 là Golden Warrior, rồi 9087 là Red Knight, còn có một cái phiên bản nữa là Red Batman nữa. Về cái design thì 9120 nó mang đậm cái tính chất là dòng tay cầm một bên, thì nó sẽ phù hợp với những cái thể loại game kiểu online hơn. Để nói về cái tiền thân của cái design này á, thì cái thương hiệu Xiaomi nha, nó thuộc dạng là ông tổ của những cái design này luôn. Từ khi cái dòng mà Black Shark 2-3 của Xiaomi ra á, đó là một cái dòng mang tính chất gaming phone và những cái phụ kiện đi kèm bên nó thì có cái tay cầm một bên. Từ khi cái dòng đó ra, nó hot lên một cái là tất cả các hãng từ nhỏ đến to đều sản xuất cái mẫu tay cầm kiểu như thế này. Rồi, không làm mất thời gian của các bạn nữa, bây giờ mình sẽ mở hộp nhanh luôn, xem thử cái thiết kế bên trong của nó thôi. IBGA, đóng gói lúc nào cũng kiểu symbol như thế này. Rồi, một cái hộp có viết như thế này thì chắc chắn đây là cái cáp sạc rồi. Rồi, chính xác, sử dụng cổng tai C luôn nha. Ghê đó. Rồi, cuốn sách giới thiệu hướng dẫn về cách connect, cuốn sách Yumineo nói về cái cách kết nối, nó có rất là nhiều cách kết nối, kết nối pair qua Bluetooth, đơn giản như vậy thôi. Thằng này thì nó vẫn sử dụng cái app Shopping Plus V3, app này của hãng IBGA nó phát triển nên ra là nó sẽ tối ưu hoàn toàn. Tuy nhiên anh em vẫn có thể sử dụng những cái app như là Octopus này kia, Happy Chip này kia, connect vẫn được. iOS thì sẽ sử dụng cái chế độ khác ha. Trong cuốn sách nó nói rất là kỹ. Rồi, trong video này thì mình sẽ sơ lược cách kết nối thôi. Đây là thiết kế của tay cầm IBGA 9120 đây, và nó là dạng một bên nên thành ra chỉ có cái phần cái chức năng nó bố trí ở bên này hết. Phần tay cầm, bán tay cầm phía bên này thì nó làm dạng khá là sần sùi để tạo cái cảm giác bấm. Đồ bám tay cũng ổn. Và cái phía bên này nó vẫn để hở ra như thế này, để khi mà chúng ta lắp cái điện thoại vào. Theo chiều phía bên này á thì nó vẫn dư ra những cái cổng kết nối để giúp chúng ta có thể cắm thêm tai nghe hoặc là cắm cổng sạc trực tiếp, vừa chơi vừa sạc này kia đều được. Cái ngàm này thì nó có thể kéo ra rất là dài. Và trong phần thông số nó có viết rõ là cái ngàm này nó có thể kéo dài tối đa là 220mm và nó có thể kẹp được cho cái thiết bị tablet có màn hình từ 7 inch trở lại nha. Điện thoại thì buộc lòng chúng ta phải đặt theo chiều dọc như thế này thì nó sẽ cân đối hơn với những cái thể loại game như là Liên Quân Mobile hoặc là game PUBG. Đó, để như thế này thì nó sẽ vừa vặn với cái tay cầm 9120. Điện thoại của mình là điện thoại có màn hình 6,2 inch. Và như các bạn phải thấy là mình chưa tháo ốp và nó kẹp rất là vừa. Đó, rất là vừa vặn luôn nha. Rồi, một chút về những cái cổng chức năng khác trên dòng 9120 thì cái cổng sạc của nó đây là cổng Type-C. Và ở trên này thì nó có dòng một bên thì nó chỉ có những phím chức năng cơ bản như thế này thôi. Nó chỉ có một nút joystick, một phím D-pad, một phím Home. Và đây, đó. Khi mà đặt cái tay cầm lên thì nó báo sợt luôn này. Rất là hay. Ok. Cái dòng này thì cái thời gian pin của nó sử dụng đâu đó khoảng tầm 8 tới 10 giờ nha. Hai nút LR.
rất là ít nút chức năng. Cái này chỉ phù hợp với, mình nghĩ là chỉ phù hợp với game RPG cái kiểu dạng như vậy thôi á. Còn những anh em nào chơi những cái thể loại game khác mà thiếu nhiều phím chức năng như thế này thì có lẽ là cảm giác chơi cũng không không thực sự thích lắm. Rồi để kết nối nhanh thì trong cuốn sách hướng dẫn dòng 9120 cũng nói rất là kỹ. Ở đây chúng ta pair qua Bluetooth thôi. Rồi để kết nối với Android thì chúng ta sử dụng cái tổ hợp phím lùi và nút home giữ im khoảng từ 3 tới 5 giây để kết nối với Android. Ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái tổ hợp phím là nút lùi, nút sang trái và phím home ở đây như thế này để kết nối với điện thoại Android. Đó là chế độ bình thường nha. Còn nếu mà kết nối với iOS bằng App Setting Plus V3 thì phải sử dụng cái nút qua phải và nút home để kết nối với App Setting Plus V3. Rồi còn cái gì nữa không, nó cũng tương tự với những cái mẫu tay cầm khác thôi, không có gì. Có thể là kết nối được với iOS bằng app này thì chắc chắn một điều là yêu cầu là cái hệ điều hành iOS là phải từ 11 trở lên này. Và có một cái điều cần lưu ý là iOS 13.4 và 13.5 thì vẫn chưa connect được với app Shopping Plus V3 này. 13.3 trở lại thì vẫn chơi được. Đó. Android thì gần như là nó full, full chức năng, vẫn đang chơi rất là tốt với dòng 9120 này. Đó, giữ nguyên phím trái và home để connect Bluetooth. Chỉ như vậy thôi. Sơ lược về cái tay cầm 9120 là như vậy. Nếu bạn nào có quan tâm đến chi tiết và giá bán của cái sản phẩm này thì mình có để lại đường dẫn ở trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.